Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Môi trường TV. Phía Tây Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và cả thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.